Xin chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau trên kênh truyền hình ô tô Bica TV và hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay. Xe VinFast giảm giá, người dùng nói gì? Việc ba dòng ô tô VinFast vừa được công bố giảm giá sâu trong tháng 5 nhận được các ý kiến từ người dùng cũng như các khách hàng quan tâm. Sau nhiều đợt điều chỉnh tăng giá trải dài hơn một năm qua, thì VinFast vừa công bố chương trình ưu đãi tháng 5 năm 2020 cho 3 dòng xe Fadin, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast thực hiện giảm giá bán cho các sản phẩm của mình. Vậy, những người mua trước đây hay những khách hàng đã và đang sẽ ủng hộ hãng xe Việt Nam thấy sao về động thái này từ VinFast? Hãy cùng với Bica TV tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đối với hình thức thanh toán trả thẳng một lần, các phiên bản VinFast Fadin có mức giảm dao động từ 41,5 đến 49 triệu đồng, tương đương 10%. Trong khi đó, hai mẫu xe đăng và SUV của họ được khuyến mãi sâu hơn, mức giảm so với giá niêm yết từ 230 triệu đến hơn 280 triệu đồng. Đối với khách hàng chọn mua trả góp, VinFast áp dụng mức giảm cố định thấp hơn cho Lux A2.0 120 triệu, Lux SA2.0 giảm 100 triệu. Còn VinFast Fadin giữ nguyên giá niêm yết. Các hãng xe khác cũng giảm giá chứ không riêng gì VinFast. Dịch bệnh mấy tháng liền làm kinh tế trì trệ thì giảm thế còn ít, phải giảm mạnh hơn nữa để kích cầu. Hoàng Phương, Hà Nội, người sở hữu chiếc Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn nhận định. Cuối năm ngoái, anh Phương mua chiếc xe này với giá 1,4 tỷ. Sau đợt giảm giá, model này còn hơn 1,3 tỷ đồng. Gần nửa năm sau khi mua Fadin, anh Đình Đỗ, Lạng Sơn thừa nhận có cảm giác tiếc nuối. Nếu mua xe ở thời điểm này, anh đã có thể tiết kiệm được vài chục triệu đồng cho bản Fadin Plus. Dù vậy, anh Đình cũng cho rằng hãng sẽ có những động thái để bù đắp cho những khách hàng đã mua xe trước đợt giảm giá này. Bình luận trên diễn đàn ô tô cộng về chủ đề xe VinFast giảm giá, tài khoản Facebook Nguyễn Chí Tùng nhận định việc giảm giá để kích cầu chỉ diễn ra trong tháng 5, sau đó xe sẽ được quay trở lại với giá niêm yết. Hơn nữa, mức giảm sâu chỉ áp dụng cho trả thẳng 100%. Đây là chiến lược kinh doanh hợp lý trong thời điểm này. Tài khoản này bình luận. Chị Nguyễn, một người làm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng động thái VinFast đánh đúng vào tâm lý chung của người Việt hiện tại muốn mua xe giảm giá. Mức giá ưu đãi đã giúp các mẫu xe VinFast tiệm cận với mẫu xe Nhật, Hàn, qua đó cũng thu hút thêm sự quan tâm của khách hàng đang cân nhắc mua ô tô. Chẳng hạn anh Trí nói rằng với số tiền hơn 1 tỷ thì anh có thể ngắm nghía đến Lux A2.0 bản cao cấp bên cạnh Toyota Camry 2.0e tiêu chuẩn. Quang Hải, một chuyên viên truyền thông nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ô tô nhận định, chương trình khuyến mãi của hãng xe Việt Nam ít nhiều có tác dụng kích cầu. Dù vậy, anh nghi ngờ hiệu quả không cao khi hiện nay thị trường đang có nhiều lựa chọn, hầu như hãng xe nào cũng tiến hành ưu đãi để hút người dùng. Trong quý đầu tiên năm 2020, VinFast đã bán tổng cộng hơn 5.000 ô tô, trung bình mỗi tháng doanh số đạt 1.700 chiếc. Đây là số liệu dựa theo thống kê đăng kiểm xe mới từ Cục Đăng kiểm Việt Nam. Với nhu cầu mua xe giảm mạnh của toàn thị trường, đòi hỏi các tháng tiếp theo, VinFast cũng như các nhà sản xuất khác phải có thêm nhiều biện pháp mới để bán được hàng, bên cạnh cách thức quen thuộc hiện nay là giảm giá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ của chúng tôi, cũng như được cập nhật nhanh nhất những tin tức về ô tô các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.